sân vận động quốc tế Bắc Kinh. Cuộc chiến của thành Milano. Mười chín giờ, thời khắc nảy lửa. Ngày 6 tháng 8 năm 2011, cuộc chạm trán giữa hai đối thủ đầy duyên nợ. Siêu cúp Italia 2011, AC Milan gặp Inter Milan, 19 giờ ngày 6 tháng 8 năm 2011, trực tiếp và chỉ có trên Bóng Đá TV.